Xin chào các bạn. Sáng hôm nay mình xin chia sẻ bữa cơm gia đình với các bạn nha. Đây là hôm nay mình nấu canh nha các bạn. Đây là xương với lại gan nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi trụng sơ nha các bạn. Đây các bạn, nước mình đã sôi, bây giờ mình sẽ cho gan với lại xương cho mình trụng nha các bạn. Các bạn cho miếng gừng vào trụng cho nó thịt để nó đừng bị hôi nha các bạn. Đây các bạn, sau khi mình trụng sơ, bây giờ mình sẽ đem đi rửa lại nhà mình nấu nha các bạn. Trong thời gian chờ canh đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ làm món tép mũi gan nha. Tép mũi gan mặn ngọt nha các bạn. Cái này các bạn gan thì mình nên gan muối, đừng nên gan nước mắm nha các bạn. Mình gan muối thì nó sẽ ngon hơn các bạn. Mình chịu khó mình đảo cho đều nha các bạn, để cho muối nó tan ra với lại nó thấm gia vị và con tép mình ăn nó sẽ ngon hơn các bạn. Mình gan cái này mình cho đường với muối nó ngang ngửa nhau nha các bạn. Mặn mặn ngọt ngọt hơn vị mới ngon nha các bạn. Các bạn chịu khó đảo cho đều cho mình nha. Tí nữa con tép của mình nó sẽ tôm cái đường với lại cái vị mặn của muối các bạn, mình thấy rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ tắt lửa nha các bạn. Món tép của mình đã chín rồi nè các bạn. Quay toàn cảnh cho các bạn xem. Nó tôm đường rất là ngon nè các bạn. Đây nè, đường nó tôm lại các bạn. Đây nè, nó sệt như vậy các bạn. Tắt lửa được nha. Mình rang lâu quá thì nó sẽ bị khét nha các bạn. Như vậy là vừa rồi. Các bạn nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Với lại đường nó thấm vào cái vỏ của con tép rất là ngon, ăn rất là giòn luôn các bạn. Nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với món canh nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nêm nếm cái phần canh nha các bạn. Mình cho muối vào nha các bạn. Thế là mình cho hạt nêm nha các bạn. Trời ơi, mưa từ hồi tối giờ luôn các bạn ơi. Bây giờ vẫn còn mưa nè. Bây giờ gần 10 giờ vẫn còn mưa nha các bạn. Mình nấu canh thường thường là mình ít có xài đường nha các bạn. Các bạn có xài đường thì cứ nêm nếm bình thường nha. Bây giờ mình sẽ bắt lửa lớn lên và mình cho gạo vậy nha các bạn. Sau
Sau khi mình đã trụng xương sơ các bạn, mình hầm là nãy giờ cũng khoảng 20 phút với các bạn, thì mình bắt đầu nêm nếm, mình cho gao vào các bạn. Thì một tí xíu nữa phần gao mình chín thì mình nêm nếm lại cho nó vừa ăn, mình tắt lửa bắt đầu thưởng thức thôi các bạn. Mình nấu canh thì vẫn có xương với lại mình sử dụng gan heo nha các bạn. Có mình bỏ nó vô miếng gan ăn vẫn đỡ ngán các bạn, xương ăn không thì nó cũng rất là ngán các bạn. Đây này, đây là xương các bạn, đây là xương cổ các bạn. Xương cổ mình thường thường mình nấu canh với lại mình ra mặn ăn rất là ngon nha, tại vì này, xương nó có thịt, phần thịt nó nhiều các bạn. Thì cái nồi canh mình như thế này thì mình sẽ bắt đầu nêm gia vị vô nha các bạn, mình cho hành vào nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tắt lửa cho các bạn. Canh của mình như vậy thì mình tắt lửa tí xíu nó chín rồi nó sẽ vừa nha các bạn. Các bạn đừng nên để chín quá, nếu mình chín quá thì mình để một hồi thì cải nó sẽ bị gục nha các bạn. Mình chỉ cho một ý vào ký thôi nữa nha các bạn. Đây các bạn, thì sau khi mình nấu một hồi thì canh của mình đã hoàn thành nha các bạn. Với lại món tép gan mặn ngọt của mình nè các bạn. Thì mình chúc các bạn có buổi sáng cho gia đình thật là ngon miệng nha các bạn, và vừa ăn nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Và các bạn xem thấy hay thì hãy đăng ký và like để ủng hộ kênh nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.